người nước nào? Em sẽ xin thưa rằng em là người Việt Nam trong máu xương. Hồn linh em, gan ruột em, óc tim từng tế bào, đây Việt Nam. Dù em có ly hôn, em vẫn nhớ em là người nước Nam. Nếu có ai hỏi em là người nước nào, em sẽ xin thưa rằng em là người bye.
Việt Nam! Việt Nam! Việt